dù không muốn thừa nhận, nhưng khi sở hữu một làn da trắng sáng, mịn màng đều cuốn hút người đối diện, tuy nhiên không mấy cô gái có được làn da như mong muốn. Để giúp da trông tươi sáng và dạng dỡ hơn nhiều chị em đã sử dụng các sản phẩm make up thường xuyên, điều này làm da xấu đi, nhanh lão hóa hơn. Vậy có cách nào mà làm cho da vừa đẹp vừa không bị lão hóa? Đó chính là sử dụng kem trang điểm cao cấp Chi Liệu kem Chi Chada có chống nắng được không? Hãy cùng shop mình tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. kem dưỡng da chi cha thái được thiết kế là một kem trang điểm nhẹ phù hợp cho những ai không thích trang điểm quá nhiều nên nó không phải là một loại kem chống nắng nhiều bạn cũng nhầm lẫn đây là kem chống nắng chi cha nhưng không phải nhé để đảm bảo cho da của bạn bảo vệ và dịu da hoàn hảo bà nên bôi thêm một lớp kem chống nắng bên ngoài nữa hiếm khi nào mà có một loại kem vừa chống nắng vừa trang điểm hay dưỡng da vì có quá nhiều thành phần trong một hộp kem sẽ không tốt cho da kem trang điểm chi cha đa hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trang điểm chi đa hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.